Xin chào tất cả các anh chị. Và trong video này, em Phương Anh sẽ chia sẻ lý do tại sao mà chương trình Futureland lại được ba mẹ có con ở độ tuổi mầm non đang tin tưởng sử dụng, cũng như đang được áp dụng rộng rãi trong khối các nhà trường mầm non và các cái cơ sở đào tạo ngoại ngữ dành cho trẻ mầm non đến như vậy. Và trước khi chia sẻ về điều này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận một trong những câu hỏi rất là thường xuyên của phụ huynh, đó là con chỉ còn nhỏ quá, mới có 3-4 tuổi thôi, thì làm sao mà học được tiếng Anh hả em? Làm sao mà học được ngoại ngữ hả em? Và đây chính là một câu hỏi mà rất nhiều bà mẹ mong muốn tìm ra câu trả lời. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cần nhìn nhận rất là rõ rằng tiếng Anh hay là tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn thì cũng là ngôn ngữ thôi. Như vậy thì trẻ em Việt Nam học tiếng Việt như nào? Thì chúng ta cũng cho con tiếp xúc với các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn như vậy. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của các trẻ em Việt Nam học tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong những năm đầu đời, trong cái giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi, chính là giai đoạn cần thiết và quan trọng nhất để các em có thể nghe ngấm, tích lũy vốn từ vựng, vốn mẫu câu ngữ pháp, vốn phát âm và nắm được cái căn bản nhất của ngôn ngữ mà các em mong muốn có thể được học. Và một đứa trẻ khi lớn lên ở môi trường Việt Nam thì các con có lợi thế, đó là hàng ngày con được nghe bố mẹ nói tiếng Việt, được phản xạ bằng hành động, bằng một từ ngữ, bằng một câu ngắn với cha mẹ. Và vì vậy thì cái hành trình học tiếng Việt của các con trở nên dễ dàng rất là nhiều. Tuy nhiên đối với tiếng Anh thì lại không như vậy, bởi vì thường quan niệm của phụ huynh là con mình còn nhỏ quá, cứ để con nói sõi tiếng Việt đã rồi thì hẵng học tiếng Anh. Nhưng vô hình chung thì phụ huynh lại làm mất đi cái năm tháng quan trọng nhất để con có thể phát triển cái năng lực tiếp thu ngoại ngữ tiếng Anh cũng như là tiếp thu tiếng Trung, Nhật, Hàn. Ở đây em nhấn mạnh quan trọng nhất, bởi vì trong cái độ tuổi này thì não của trẻ có một cái phản xạ gọi là phản xạ gương. Đây là một phản xạ cho phép trẻ có thể bắt chước một cách y hệt mà không suy nghĩ, không so sánh, không đối chiếu và không suy diễn. Và vì vậy thì cái khả năng bắt chước về mặt phát âm của trẻ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đồng thời thì trong giai đoạn này, miệng lưỡi của trẻ còn chưa bị cứng như người lớn, nên cái năng lực để trẻ có thể điều chỉnh theo phát âm chuẩn bản xứ của ngôn ngữ mà trẻ muốn học dễ dàng hơn là đối với trẻ ở độ tuổi lớn hơn rất là nhiều. Như vậy khi bỏ qua giai đoạn này, vô hình chung là chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn quan trọng nhất để các con có thể được tích lũy về mặt và vốn từ vựng tiếng Anh thông qua nghe ngấm, tích lũy về cái phản xạ nói từ tiếng Anh, phản xạ nói câu đơn giản tiếng Anh. Và quan trọng nhất đó là chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn để con có thể ghi nhớ sâu và điều chỉnh về mặt phát âm cũng như là về mặt phản xạ giao tiếp một cách dễ dàng nhất rồi. Nên ba mẹ nào mà còn đang ngần ngại rằng là con còn nhỏ quá, chưa học được tiếng Anh, thì chúng ta hãy thay đổi cái quan điểm đó của mình đi. Là chúng ta hãy nghĩ rằng là mình hãy nắm bắt cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này là một cái giai đoạn quan trọng nhất cho con học ngoại ngữ đã. Sau đó thì chúng ta mới tìm hiểu là vậy thì từng cái độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi thì chúng ta cho con học như thế nào, từ 4 đến 6 tuổi chúng ta cho con học như thế nào các anh chị nhé. Và sau đây thì em sẽ đến với phần tiếp theo, đó là chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi thì trẻ nên tiếp cận tiếng Anh như thế nào trên ứng dụng tiếng Anh Futureland, và quan trọng hơn là bố mẹ nên đồng hành với con của mình như thế nào để con có thể học hiệu quả nhất các anh chị nhé.